bỗng một ngày đẹp trời cái bạn nói là bạn nhớ, bạn thương người yêu cũ hơn rồi vậy thôi. Quen được bao lâu? Dạ một năm hơn. Nhưng mà trong cái quá trình quen năm hơn đó có những cái biểu hiện gì lạ không? Dạ không, rất bình thường, rất là êm đềm, không có gì hết. Có liên hệ với bạn gái cũ mà em không biết không? Dạ cái đó thì chắc có đâu, người ta giấu ở nhà đâu không biết. Mọi người rút kinh nghiệm nha, khi mình đi chơi với bạn trai hoặc đi chơi với bạn gái mình, nếu người ta cứ nhăn lắm la lắm lét không cho mình soi coi cũng bí ẩn. Mà nếu người ta dẹp luôn cái điện thoại cũng bí ẩn, tại vì người bình thường điện thoại cứ để đó, nhiều khi nhà gọi, công việc gọi vô, bạn bè gọi vô, đúng không em? Đều đi chơi với em là không đem điện thoại theo. Dạ. Vậy là, trời em dở quá. Em mà gặp chị Tường sớm là chị Tường đâu quên địa chỉ em, biết đâu có để bị gạt năm mấy vậy. Người ta vẫn còn liên hệ với bạn cũ, cho nên khi ta đi chơi với em ta để điện thoại ở nhà. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra, đây chị phụ cho. Bây giờ mình nói thiệt là lớn lên cho bạn ấy nghe được tên tuổi, công việc, quê quán của mình hiện tại như thế nào nè. Mời em. Dạ, mình tên Nguyễn Thành Tâm, năm 1989. Hiện tại em làm công việc sơn nước tại quận 7. Sơn nước là sơn nhà đồ hai hai em hay là sơn dạ, công trình? Sơn nhà nói chị, làm tư nhân. Mình làm công việc này lâu chưa? Dạ cũng 8 năm. Vậy là cũng kỳ cựu trong nghề rồi hả? Quê em ở đâu? Dạ quê em ở An Giang. Rồi hiện tại mình đang sống ở đâu? Dạ quận 7. Rồi mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Phạm Thị Thúy Quỳnh, em 30 tuổi và em sinh ra ở Long An và giờ em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang sống ở chỗ nào? Dạ em sống ở quận 6. 6 với 7 cách nhau có một quận à, không biết đi xa không nữa. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh biết nấu ăn, biết ca hát, hát những bài hát của Hồ Việt Trung. Ghê, muốn nghe hát không? Muốn nghe không? Rồi mời em làm thử một khúc. Và nếu như yêu được em, anh sẽ mang tất cả những gì mà quý nhất trên đời anh, xin dâng tặng cho em hết. Sẽ nhốt em yêu vào tim, không cho một ai xâm chiếm, duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em. Hay, hợp không gian quá ha. Có điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu à, hơi nóng tính nhưng mà chịu ngọt. Rồi mình nóng với người ta mà mình bắt người ta phải ngọt với mình, kỳ vậy. Nóng quá khi lại dù cô bạn gái gì ạ, lại ôm cái cũng được. Vậy hả? Rồi giả tỷ lúc bạn gái giận thì em làm gì? Thì em năn nỉ xíu ôm cái... Nói chung cái cách thức của bạn này ai giận cũng cái việc ôm đi là hết giận. Em đang nóng phừng phừng mà người ta vô tao ôm em rồi rủ em quýnh ta làm sao? Không quýnh đâu, không quýnh thì chị. Không quýnh hả? Quay mà chỗ khác thôi. Chắc cú nha, hai mốt giận nhau là em đang nóng mà bạn gái tới ôm là ôm lại cho không được quýnh nha. Dạ, có em đâu vũ lực cái gì. Được. Thế còn em, điểm dạ. mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng, em vui vẻ, em tự lập, em nhiệt tình với bạn bè đó. Điểm yếu của em là em hay thẳng tính, em hay nói thẳng lắm, với lại có hay nóng tính. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì phải có một bên nóng, một bên nguội. Hai đứa nóng hết là không ai ôm ai đâu, là tiêu luôn á nha. Tình trường sao cưng? Dạ em có một mối tình chắc cách đây cũng 3-4 năm rồi chị. Bạn đó cũng cỡ tuổi em rồi. Bỗng một ngày đẹp trời cái bạn nói là bạn nhớ, bạn thương người yêu cũ hơn rồi vậy thôi. Quen được bao lâu? Dạ một năm hơn chị. Nhưng mà trong cái quá trình quen năm hơn đó có những cái biểu hiện gì lạ không? Dạ không, rất bình thường, rất là êm đềm, không có gì hết. Có liên hệ với bạn gái cũ mà em không biết không? Dạ cái đó thì chắc có đâu, người ta giấu ở nhà đâu không biết. Đi với em là bình thường, không có biểu hiện gì hết? Dạ bình thường, cất điện thoại luôn, không có biểu hiện gì lạ hết á. Có móc ra móc vô nhắn tin bí ẩn đồ không? Dẹp luôn điện thoại á mà. Vậy là dẹp luôn cũng bí ẩn. Mọi người rút kinh nghiệm nha, khi mình đi chơi với bạn trai hoặc đi chơi với bạn gái mình, nếu người ta cứ nhăn lắm la lắm lét không cho mình soi coi cũng bí ẩn. Mà nếu người ta dẹp luôn cái điện thoại cũng bí ẩn, tại vì người bình thường điện thoại cứ để đó, nhiều khi nhà gọi, công việc gọi vô, bạn bè gọi vô, đúng không em? Đều đi chơi với em là không đem điện thoại theo. Dạ. Vậy là, trời em dở quá. Em mà gặp chị Tường sớm là chị Tường đâu quên địa chỉ em, biết đâu có để bị gạt năm mấy vậy. Người ta vẫn còn liên hệ với bạn cũ, cho nên khi ta đi chơi với em ta để điện thoại ở nhà. Em đi chơi bạn gái em có cầm điện thoại theo không? Dạ có. Nhiều khi công việc ta gọi vô, bạn bè gọi, kiếm gia đình gọi, đúng không em? Dạ đúng. Để ở nhà rồi hồi người ta về ta lại tiếp tục gạt cô kia. Ảnh đi công việc rồi bận máy rồi quên rồi này kia. Rồi sau một thời gian gạt cả hai cô, anh ấy quyết định chọn một cô thứ ba. Rồi không, tình trường mình như thế nào? Cũng có một mối tình mà chia tay cách đây cũng khoảng 3 năm. Rồi cũng lo làm kiếm tiền vậy á. Cũng có quen một hai cô gái giờ xong rồi đánh đá quá.
Rồi à... quơ đũa cả nắm vậy. Không, tùy tùy theo cô thôi chị. Có cô vài tháng, cô cũng cả năm. Nguyên nhân chính để chia tay là lý do gì? Dạ cũng cô ấy cũng rủ em đi shopping rồi vậy, đi chở đi cũng một lần hai lần cũng 2-3 triệu vậy, em không tiếc. Thì sau đó cứ một tuần lại cứ bắt em chở đi 2-3 lần đi hoài vậy đó. Tiền đâu shopping hoài vậy? Bởi vì em thấy tiền bạc làm cực khổ quá, đi mua đồ quá thấy giới không tới đâu. Rồi thôi em rút lui. Là em gặp cái người chưa đúng với người yêu thương mình rồi. Tại thật sự khi yêu thương mình là người ta chỉ chia sẻ buồn vui trong cuộc sống thôi. Ví dụ ăn uống hàng ngày phải tùy theo cái khả năng. Người ta biết cái khả năng của em, người ta đâu có đòi hỏi quá cái sức của em. Dạ. Thôi chúc mừng hai bạn luôn. Vì có những mối tình đã chia tay mà hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai là biết quan tâm. Công việc thì chỉ cần ổn định là được rồi. Ừ. Cao khoảng 1m7 thôi, không có cần cao hơn. 1m7 phải không? Có da có thịt, khỏe mạnh. Mắt mũi miệng. Mắt mũi miệng thì đầy đủ. Đầy đủ. Rồi. Còn em? Cũng cần người bạn gái biết quan tâm và chia sẻ. Những khi em buồn cũng vậy. Và những khi công việc mà áp lực quá, cô ấy cũng quan tâm hỏi chút xíu cũng được. Lúc em giận thì có người ôm phải không? Dạ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao khoảng 1m55, nặng khoảng 50kg được. Này 55 nè, 1m55 nè, nhưng mà nặng này chắc cỡ không tới 50kg đâu, chừng 45-46kg à, phải không? Dạ. Có cái gì tật xấu gì của bạn gái mà em không thích không? Xấu em không thích nói nhiều. Có nói nhiều không em? Em nói nhiều lắm. Gái ai cũng nói nhiều hết ông ơi. Người ta nói nhiều miễn ta đừng có nhây, ta nói đúng là được rồi, nói vui được rồi. Không, nói nhiều vui là được, chứ đừng nhây quá, nhây cũng không thích đâu. Thế em không thích điều gì nhất ở người bạn trai? Kiểu gia trưởng với lại nhậu nhẹt mà kiểu bê tha luôn á. Có không? Không, anh không có gia trưởng. Nhưng mà có nhậu nhẹt bê tha. Nhậu nhẹt uống khoảng 3-4 chai thấy vừa sức kiếm chỗ ngủ. Nào giờ ói mửa rồi rơi rớt ngoài đường chưa? Dạ chưa. Mình định lập nghiệp ở đây hay định về quê? Định về quê lập nghiệp. Về quê? Phải hỏi bạn gái coi bạn gái chịu về quê không chứ? Em nếu em chịu thì em về Vĩnh Long với anh lập nghiệp. Ủa Vĩnh Long hả? Ủa Vĩnh Long hả? Không, Vĩnh Long mà chỉ nhà ngoại với thôi, tính lập nghiệp chứ. Tính lập nghiệp Vĩnh Long? Dạ. Về quê An chị á? An Giang không phát triển. An Giang không phát triển? Vì sao không về cái gì? Về Long An. An đi. Long An nó cận thành phố Hồ Chí Minh nè, về lập nghiệp Long An đi. Cái chỗ nào mà mình làm ăn được thì ở đó là lập nghiệp cũng được. Nếu mà làm ăn được hay không là do cái khả năng với lại cái cách làm ăn của mình thôi. Chứ ở đâu thì người ta cũng sống được. Nói chung ở đâu là đất lành thì chim đậu. Tùy theo cái năng lực, chủ yếu là yêu thương nhau. Rồi, bây giờ hai bạn cho xem những hình ảnh của mình để bên kia thử đoán xem coi có thể nhận ra được người đối diện không. Rồi, các bạn có 30 giây để quan sát. Nhận ra không? Chứ em có làm nghề sơn nước. Ủa tại sao em lại ba chàng mà em lại chọn chàng ở giữa? Tại thấy bạn cao cũng vừa mà cũng mập mạp. Hay quá ha. Rồi, cứ nhìn nó đi. Ở giữa. Ở giữa luôn. Đâu để tôi coi ở giữa luôn. Rồi, xin mời chúng ta hãy kiểm tra một lần nữa xem sự chọn lựa của mình ngày hôm nay có chính xác hay không. Cả hai bạn đều chọn người đứng chính giữa. Cả hai bạn đều trùng khớp đưa cho đối phương xem một tấm hình chỉ có 3 người. Và đúng, mình là nhân vật trung tâm ở giữa. Chúc mừng hai bạn, phần đoán đúng hết. Hay quá. Cũng muốn quà tặng Giang. Dạ, cảm ơn anh. Đó là 11 bông hồng cũng như là cho một đời một kiếp. 11 bông hồng, chứng tỏ một đời một kiếp. Chà, cái vụ này mới. Quan điểm này ở đâu ra vậy em? Dạ, quan điểm này lâu rồi chị. 10 năm trước em đã chuẩn bị rồi. 10 năm trước chuẩn bị? Tặng 10 người rồi hả? Tặng bao nhiêu dạ, người không? Rồi? 10 năm trước là có cô chủ nhiệm á. Rồi sao? Cô chủ nhiệm chỉ là... nói cho em biết như đó thôi. À, tự nhiên nói cô chủ nhiệm, tưởng yêu cô chủ nhiệm hết hồn hết vía. Ông này cũng làm tôi hồi hộp ghê luôn vậy. Thôi được rồi, hai bạn có một cái cuộc gặp gỡ Tường thấy rất là vui, rất là thú vị. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những cái món ăn ngon. Bởi vì chương trình của mình là Hẹn Ăn Trưa. Đói bụng rồi ha, xin mời nhà hàng cho món ăn lên.
Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức. Wow, nhìn đồ ăn hấp dẫn quá. Xin mời hai bạn thưởng thức món tôm càng xanh nướng và món sushi sashimi. Trời ơi, thưởng thức vừa ăn ngon nhưng mà nhớ đừng có quên trò chuyện nha. Tìm hiểu tâm tư tình cảm ha, nguyện vọng, bàn chuyện đám cưới, bàn chuyện hẹn hò luôn nha Cưng nha. Ít phút sau chị Tường sẽ quay lại ha. Xin mời. Mời em. Dạ em mời. Anh thấy em đạt bao nhiêu phần trăm cái theo yêu cầu của anh? Không, em là quá tuyệt rồi. Đúng như người anh lựa chọn. Anh đi làm rồi, xong ngoài giờ làm rồi anh đi thường làm gì? Anh thường đi làm gì á, rồi cũng đi thỉnh thoảng ra đi uống cà phê với bạn bè tí xíu thôi. Rồi đi về ngủ. Anh còn ở chung với ba mẹ hả? Còn. Em thì tự lập lâu rồi. Em ở chung với ngoại thôi, ngoại trên đây thôi chứ em cũng tự lo, chứ em cũng không có lệ thuộc ngoại ăn uống này nọ, là chỉ ở chỗ đó thôi. Sao anh không hỏi em gì hết trơn ạ? Giờ anh gói rồi anh cũng không biết hỏi gì luôn á. Sao? Em làm em rối à? Không, em làm anh gói á. Em nhận xét về anh như thế nào? 2 điểm 10 thì anh 8 điểm. Vì em 10 điểm. Cảm ơn anh. Thấy anh cũng vui tính ghê á. Không, anh hiền ít nói em ơi. Em nói nhiều lắm. Kệ cái gì, nữa mình chuyện gì vui em nói anh nghe. Chuyện buồn không nói hả? Không thì chuyện buồn em chia sẻ anh chút cũng được. Thường thường á thì em đi làm về thì em chỉ thích thì uống trà với bạn thôi, chứ cũng không có cách đi mua sắm lắm. Thì thỉnh thoảng là mới đến mà mua sắm á thì cỡ lãnh lương hay gì thì mua lần trong một tháng thôi, chứ em không có thích đi mua sắm nhiều. Sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu có điểm anh với anh dắt em đi chơi được không? Ở đâu anh? Ở quận 7. Ở đâu? Không, điểm anh chọn sẵn à. Bí mật. Trời, bí mật. Được thôi, đâu có gì đâu. Được. Được anh. Nhưng mà anh phải báo trước em để em sắp xếp nè. Tại vì công việc của em là nó... Ủa, em làm... Em làm công việc gì? À, em làm nhân viên bán hàng ở siêu thị Cấp Mắt. Siêu Cấp Mắt? Ở quận mấy? Ở quận 6. Quận 6 gần mà. À, thì gần, quận 6, quận 7 gần. Ừ. Đổi cho em, anh cho em tặng con tôm nha. Lột ra cái em chứ. Nhiều lắm. Đúng quên. Trời ơi, đổi cho em con tôm mà không lột đây nè. Lột sẵn rồi nè, ta lấy cái nĩa người ta ấy ra. Nhà hàng ta lột cho mình rồi đó. Anh ra lăn xíu đi nè. Không, tại em gói quá chị. Gói quá phải không? Được, không sao. Rung quá. Em có làm gì đâu, anh rung dữ vậy. Rung là có cảm xúc đó em. Em cảm ơn anh. Rồi, dễ thương quá à. Rồi ăn đi, bóc hoài. Không, em... Lột cho bạn gái nữa hả? Dạ. Trời ơi, ga lăng dữ luôn. Ngồi lột tôm cho bạn gái không là thiệt chết luôn á. Thôi để cho anh ta làm xong cái nghĩa cử đó đi cưng. Đó. Em. Rồi em. Trời ơi, thương quá. Đó. Rồi, để cho hai bạn hiểu nhau hơn, chị Tường sẽ cho các bạn bóc một vài cái lá thăm. Trong này là những cái yêu cầu dành cho đối phương thực hiện. Mình đọc lớn lên. Rồi. Bạn từng hôn người yêu chưa? Cảm xúc lúc đó? Khi mối tình trước thì em đã hôn một lần rồi. Hôn có một lần rồi hả? Cảm giác như thế nào? Nó chỉ vui thôi chị. Hôn mà vui hả? Gọi là hạnh phúc trong lúc đó thôi. À, thế em thấy hôn em cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là hôn rồi đúng không? Thế em lúc em hôn thì cảm giác em như thế nào? Sướng. 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 Em có nhớ nụ hôn đầu tiên
Là nhớ có lần lớp mấy? Lớn rồi chị, cũng mấy năm trước. Dạ. Mới hôn cách đây mấy năm trước à? Dạ. Đúng không, đó kéo dài bao lâu? Một phút mấy. Một phút mấy? Một phút mấy là hơi ngợp thở đó nha. Hay sao trong người sao? Sướng nữa hả? Tại như em hỏi bạn gái cho anh hung cái nha. Thì bạn gái chịu nói anh hung đi. Là em chủ động đúng không? Hung dạ. Ở đâu, hung ở đâu? Dạ ở công viên. Công viên, có người không? Dạ chị lúc đó cũng vắng cũng đâu cần để ý xung quanh nữa, chỉ cần em cho là hung thôi đúng không? Dễ thương. Rồi mời em gái. Hãy bóc một lá và đọc lớn lên yêu cầu bạn trai thực hiện. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Giờ anh làm cười. Thì em làm đi. Em làm sao mà cái mặt em xấu mà ta cười đó. 1, 2, 3. Ô, nhìn mặt em ai cũng thấy cười gì? Sao vậy? Sao nhìn mặt em ai cũng nhìn thấy cười? Nhiều bạn, mấy bạn nói nhìn mặt mày cũng thấy tao mất cười nữa. Những đứa nói nhìn mặt mày thấy cọc quá. Bây giờ em làm, nhưng mà bây giờ tao làm mặt xấu cho bạn gái cười đó. Vậy em nhìn bạn gái làm sao bạn gái cười là em được, còn không là em bị phạt á. Giờ em không biết làm sao chứ. Bạn gái nhìn em cũng cười vậy chị. Nhưng mà em phải làm xấu. 1, 2, 3. Làm gì vậy? Làm gì đâu, làm đi. Em vừa ý làm xấu chứ. Làm đi. Giống như em chọc con nít, em hù con nít vậy đó, em làm sao? Em chưa từng chọc đứa nít nào chưa. Mà nhầm đứa nó thấy em nó sợ nữa. Thôi bây giờ em chọc bạn gái và bạn gái đang giận em nè, không thèm nói chuyện nè, không thèm nhìn em nè. Em kêu em cái em làm gì cái mặt em cái cho người ta hết giận nè. Được rồi, làm đi. Mình biết anh có lỗi mà. Có lỗi xin lỗi thôi, gì đâu. Xin lỗi đâu, đâu thấy xin lỗi gì đâu. Xin lỗi em nha. Em đâu có lỗi cho anh xin đâu. Bởi vì anh không có lỗi, anh nói gì vậy. Đó, bạn gái vui á chị. Vui không? Em nói gì bạn gái cười là có thể là tha thứ cho em á. Được không em? Dạ được. Giờ nhìn mặt nó mắc cười lắm hả? Nhìn mặt nó mắc cười đấy. À, được rồi. Lần đầu tiên gặp bạn gái, khi mà cái cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm xúc của em thấy như thế nào? Đầu mở cánh cửa ra em thấy bạn gái là nhìn quá xinh rồi. Em cũng thấy em rung động. Thế còn em? Bạn thì đúng là hiền mà ít nói thiệt. Mà em nhìn mặt bạn là em cứ mắc cười. Mắc cười đó có nhiều ý nghĩa. Đẹp, độc và lạ. Vô dạng nào? Mình chắc lạ. Lạ. Nhưng mà cảm xúc trong người em thế nào? Em cảm thấy như thế nào? Em thấy vui khi nói chuyện với bạn này. Mà thấy được là bạn ít nói quá. Ủa à. Thì ở gần hai đứa thì dễ nói chuyện hơn. Anh thấy nếu mà nói chuyện chia sẻ bình thường thì đâu cũng nói được mà. Đâu cần nhất thiết phải hai người mới nói được đâu. Anh sẽ cố gắng nó làm cho em vui, không làm cho em buồn đâu. Là phải nói nhiều hơn chút xíu. Thì anh nói nhiều hơn xíu. Thôi được rồi, đó là một chút xíu thời gian dành cho hai bạn. Đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại, chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn hãy suy nghĩ lại thật kỹ một lần nữa, rồi đưa ra quyết định của mình. Nếu bấm nút là chúng ta trở thành một cặp đôi để tìm hiểu nghiêm túc để có thể tiến tới được hôn nhân. Đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. 1. Thì nhấn nút nè. 2. 3. Hết thời gian. Ổng rủ người ta nhấn nút mà tôi thấy cái tay ổng nhấn chậm hơn cái tay bên kia. Bạn gái dứt khoát 1, 2, 3 kịch. Em chậm hơn người ta một nốt. Lý do em sợ em hơi rung. Rung hoài vậy chạy bấm nút mà cũng rung nữa. Cũng bấm không ăn vậy. Rồi gửi như vậy mà hết thời gia hạn rồi chị la là cơ hội đã qua rồi em nghĩ sao? Đó, ủa sao nắm tay tôi chưa kêu nắm mà nắm rồi. Nó vui nở rung chị. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên lên má để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Dạ. Yeah. Được không? Dạ được. Xin đi. Em cho anh hôn cái. Cái này ổng lẹ lắm, ổng không có chậm. Bấm nút đồ nói chuyện cũng rất chậm. Nhớ bạn gái thích nói nhiều một chút, chủ động.
Phụ nữ người ta yếu điệu, thuộc nữ người ta cần phải chậm hơn mình, mình phải nhanh hơn một chút. Rồi, chúc mừng ha. Gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim tại rạp xem phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây sẽ có một không gian để các bạn vừa xem phim vừa tìm hiểu nhau ha. Chúc hai bạn tìm hiểu nhau thật kỹ và có thể là sớm báo tin vui cho chương trình ha. Tôi chúc mà hai bạn không nghe luôn, hai bạn lo xăm xôi cái vé xem phim. Cố gắng có gì sớm sớm báo tin vui cho chị nha. Dạ, dạ. Nhanh nha. Dạ. Từ từ tìm hiểu, lát ra khỏi đây đã, cái gì chưa gì đã nắm tay rồi. Lo nhìn vô cái vé xem phim không à quý vị. Cặp đôi này thật là vui quý vị ha. Nếu như họ đến được với nhau thì thật sự là rất là hạnh phúc. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV. Và bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại.